Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn một cái chủ đề liên quan tới việc nuôi chó. Chủ đề của nó là gì? Ai thích hợp nuôi chó? Và từ xem chó có thể biết được tính cách của chủ ra sao. Như chúng ta đã biết đấy, chó và mèo là biểu tượng của sự gần gũi giữa các con vật và gia chủ, gắn bó với người dân, đặc biệt là vùng nông thôn hàng ngàn đời nay. Tuy nhiên, sau này một số là nuôi chó mang cái tính chất thú cưng, chăm sóc, nhưng không phải ai cũng có thể hợp với việc nuôi chó được. Từ đó, có những nhà nuôi chó là tốt, nhưng ngược lại có những nhà nuôi chó để đem lại những điều xui xẻo. Đặc biệt, xem con vật đó cũng có thể phản ánh được một phần nào về tính cách của chủ nuôi. Chính vì thế, hôm nay tôi ra cái clip này cũng làm nhằm cái mục đích để các bạn kiểm tra lại việc nhà mình nuôi chó nó có hợp hay không. Như chúng ta đều biết đấy, con chó nó là ngũ hành, là thuộc hỏa trong tam hợp cục, dần ngọ tuất tam hợp cục. Đồng thời nó cũng là ở nhị hợp, là mão tuất nhị hợp. Chính vì thế có những người nuôi chó nó tốt lên, nhưng có ngược lại có những người nuôi chó nó không tốt. Bởi vậy, trên cái nguyên tắc là những cái tuổi sau không nên nuôi chó sẽ đem lại những điều không lợi cho mình. Thứ nhất là tuổi Thìn, Thìn tuất đối xung, Thìn tuất xỉu mùi, trong đó là có tương xung tương hại. Đặc biệt là người tuổi Thìn mà nuôi chó thông thường là bất lợi nhiều mặt. Ngoài ra, những người mà ngũ hành kỵ hỏa, bất kể một tuổi nào mà kỵ hỏa thì không nên nuôi chó. Kỵ hỏa là những người sinh từ ngày mùng 5 tháng 5 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch, là sinh vào cái mùa hè, thì ngũ hành cơ bản của họ là khuyết thủy và kỵ hỏa. Nếu như nuôi chó vào thì dẫn tới những cái bất lợi về ngũ hành sinh khắc, nó không bổ sung được cái ngũ hành khuyết cho bản thân. Tóm lại, một số những người là không nên nuôi chó là những người như sau. Thứ nhất là từ tuổi Thìn tuất xỉu mùi, trong đó là tuổi Thìn là nặng nhất. Hai nữa là người tuổi Dậu cũng không nên nuôi chó, vì mão tuất thì nó hại nhau, cũng là cái điều bất lợi. Và đồng thời những người ngũ hành khuyết thủy kỵ hỏa thì cũng không nên nuôi chó. Đây đang nói ở đây là những người chủ nhân trong gia đình, thì không nói chung là các thành viên trong gia đình. Đặc biệt đây đang nói tới người chủ của một gia đình, đặc biệt là ông bố và bà mẹ. Thì từ đó chúng ta có thể suy luận được ra là những cái người nào có thể nuôi được. Trước mắt là những người mà nuôi chó bất lợi là những người Thìn tuất xỉu mùi, đặc biệt là tuổi Thìn và tuổi Dậu cũng không có lợi. Ngoài ra, những cái người mà có những cái cá tính, thứ nhất là những cái người mà khó tính, gia trưởng khó tính, độc đoán, ki mo kiệt sĩ, sống khép kín, không thích giao lưu, bào thủ, cố chấp, đặc biệt là độc đoán. Ngoài ra, những cái người ấy mà hay tọc mạch chuyện của người khác, thích soi mói chuyện của người khác thì không nên nuôi chó. Các bạn cũng có thể kiểm chứng ra đây này, tại sao có những gia đình nuôi chó nó rất hiền lành và nó phát triển khỏe mạnh, nhưng ngược lại có những gia đình nuôi chó thì cứ bị ốm đau, bị rụng lông, bị bệnh tật và sơ sát. Đặc biệt là qua hình ảnh con chó là phản chiếu một phần về cái tính cách của cái người chủ. Tại sao có nhà nuôi chó rất dữ nhưng lại có những nhà nuôi chó rất hiền lành? Ngoài cái yếu tố cơ địa của cái con chó đó với cái vùng đất, cái nhà đó nó hợp hay không? Nếu như các bạn để ý những cái con chó khôn ngoan ấy, đa phần là những con chó nó biết được định vị được những cái vị trí nào nó nằm, đó là vị trí tốt nó chọn.
con vật nó cũng có những cái giác quan, nó cũng có cái cảm nhận về cơ địa của nó. Bao giờ con chó khôn ngoan bao giờ nó cũng tìm vào các cái vị trí là dần, dần ở phía đông bắc, ngọ ở phía nam và tuất ở phía tây bắc. Dần ngọ tuất tam ở cục, hay mão là phía đông. Đặc biệt tôi cũng đã có rất nhiều các cái thể nghiệm là trong phía đông nam, là nếu để con chó vào đúng cái vị trí mà phương thìn, nhất định con chó đấy nó không chịu nằm ở đó. Để có sự cảm nhận đi, các bạn sẽ thấy con chó nó có một cái cơ địa đặc biệt, nó có một cái giác quan đặc biệt, nó cảm nhận được cái mảnh đất đấy nó ra sao. Đó là để các bạn nuôi vị trí chó cho nó phù hợp. Tại sao có những nhà nuôi chó rất hiền lành nhưng có những nhà nuôi chó rất dữ dằn, thậm chí có những con chó luôn luôn đi cắn trộm người khác, nó biểu hiện tính cách của người chủ. Đây là một cái việc rất rõ ràng các bạn có thể kiểm chứng. Đa phần những người mà nuôi chó dữ ấy, ngoài đây tôi nói là ngoại trừ cái khả năng là con chó nó bị xích quá lâu thì nó sẽ bức bối, thì nó trở nên dữ dằn. Nhưng tôi đang nói là chó thả ở trong nhà, trong vườn ấy. Nhưng tại sao có những con chó nó rất dữ và nó hay cắn trộm? Thì khẳng định với các bạn là người chủ đó là người rất khó tính, người đó không thích giao lưu với xã hội và bao giờ nhà cũng cổng kín cao tường, mức độ giao tiếp với hàng xóm rất hạn chế. Đặc biệt đó là những người mà độc đoán gia trưởng, cục súc đó. Và có những cái tính cách hơi khác người, tự cho mình là số 1, tự cho mình là phải thế này thế kia, mọi người phải tuân thủ trong một cái gia đình, một cái dòng họ, thì cái nhà đó nhất định chó nó sẽ rất dữ. Và có những con chó mà tại sao nó hay cắn trộm thì có thể biết được rằng là tính cách của người chủ đó là người hay tọc mạch, người hay đi soi mói những cái việc của đâu đâu của thiên hạ. Bởi vì cái con vật đấy nó sẽ gắn liền với cái tính cách của người chủ. Người chủ dễ dãi, rộng thoáng đáng, hay giao lưu, hay giao tiếp gần gũi với hàng xóm, gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với tất cả những cái môi trường xung quanh, đặc biệt là mối quan hệ, thì con chó này bao giờ nó cũng hiền lành, nó có sự giao tiếp, nó có sự giao thoa. Nhưng ngược lại, những nhà kín cổng cao tường hoặc là đặc biệt nghĩ là mình giàu có, không thích giao lưu với những hàng xóm, cổng kín cao tường, 100% nhà đó nuôi chó rất dữ. Thứ nhất là con chó nó không cảm nhận được là những cái người sống quanh nó. Nếu như chủ đó là người sởi nởi, người dễ dãi, thì sự giao lưu của con chó nó cũng cảm nhận được. Nhưng nếu như người chủ của nó có cái tính khí khác thường và không thích giao lưu thì con chó nó cũng vậy. Khi nó thấy người lạ khác là nó sẽ gầm ghè, nó sẽ rất dữ. Đây tôi nhắc lại là có những người phải hiểu nghe cho rõ là đây là con chó thả tự do trong nhà, chứ còn những cái con vật mà bị kìm hãm, bị nhốt quá lâu ở trong cũi, bị xích quá lâu mà không được ra ngoài thì nó sẽ giữ. Đấy là điều tất nhiên. Trong chó tự do đấy, hai nữa là cái mảnh đất đấy nó cũng sẽ quyết định là con chó đấy nó khỏe mạnh, lông nó sẽ mượt và tính cách của nó sẽ hòa đồng. Nhưng ngược lại, những con chó ủ rũ, có những con chó rụng lông, ghẻ lở, đấy là từ trường đất ở đó có vấn đề, hoặc là các bạn nhốt nó ở cái vị trí nó không phù hợp với nó. Hãy nên nhớ, con chó là mang ngũ hành là hỏa. Nếu như chúng ta nhốt nó vào những cái vị trí không hợp với nó thì tự khắc là nó xảy ra những cái biến cố mà cho bản thân nó, cũng như những cái biến cố cho chính người nuôi mà lên. Đặc biệt nếu như các bạn, kể cả ở các cái nhà nhỏ, nhà lớn hay gì đấy, đều cái chỗ phải chọn được cái vị trí nuôi chó, tốt nhất là chọn ở phía đông hay là đông nam, trừ sơn thìn ra, để an toàn là ở phía đông và phía nam. Ngoài ra cũng còn có thể là ở phía đông bắc và tây bắc. Đông bắc và tây bắc đấy thì nó có
Đông Bắc thì nó có Ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần, thì chúng ta sẽ nhốt chó ở khu vực Cấn hoặc là Dần, hoặc ở phía Tây Bắc thì đúng và cái cung bản mệnh của con chó là Sơn Tuất thì nó cũng sẽ là những cái tốt hơn. Bởi vì nếu như các bạn đặt sai hay ép nó ở những cái vị trí không đúng thì dẫn tới những cái tính cách của con chó cũng thế đấy, hay là cái sức khỏe của con chó nó cũng sẽ không được đảm bảo. Trên đây là có thể phản ảnh được cái là con chó là hình ảnh phản chiếu cái tính cách của chủ nhà. Như các bạn đã từng biết đấy, chó nó rất trung thành với chủ. Tuy nhiên cũng là một phần do cái người chủ nuôi, cái cách giáo dục của người chủ nuôi từ lúc nó còn bé đến khi nó trưởng thành. Tại sao có những con chó rất biết nghe lời nhưng ngược lại có những con chó không biết nghe lời? Ngoài những cái cách dạy dỗ của người chủ ra, nhưng nó cũng ảnh hưởng một phần rất lớn tới tính cách của người đó. Đa phần những người ở nông dân là tính cách rất thật thà và hòa đồng, thì những cái con vật nuôi đó nó cũng dễ chan hòa với các cái môi trường xung quanh, đặc biệt đó là những con chó cực kỳ trung thành. Nhưng cũng có những cái nhà giàu được chăm sóc rất tử tế, được huấn luyện rất cẩn thận nhưng nó lại rất dữ. Đất dữ cũng là do một phần của đất, nhưng nó cũng là một phần do cái tính cách của người chủ tạo nên cái tính khí của con chó. Đây là một cái minh chứng trong rất nhiều năm tôi khảo nghiệm, thấy cái mức độ chính xác của nó tương đối cao, mà các bạn cũng có thể cảm nhận được. Ví dụ từ thời xa xưa, những nhà địa chủ sự gần gũi với nhân dân sẽ rất ít, thì những con chó ở trong đấy rất dữ. Và thời đại 4.0 hiện nay, rất nhiều ông đại gia lắm tiền nhiều của cũng nuôi chó, đủ các loại chó, nhưng những con chó đấy đa phần đều dữ dằn. Nếu không có xích mà đem ra ngoài chắc chắn sẽ xảy ra những cái việc bất lợi. Bởi vì sao? Chính bản thân những cái người chủ đó là những người có tiền của, sợ mất mát, sợ trộm cắp, sợ gần gũi với những người bình dân lao động, cho nên họ nuôi chó. Thậm chí có những người là huấn luyện cho những con chó nó trở lên hung ác. Bởi vậy qua cái con chó chúng ta cũng có thể biết được cái tính cách của chủ nhân ra sao. Đây là một cái thực tế, là tuy là một con vật sống ở một môi trường nào đó, sống với một chủ nhân nào đó, cũng tạo nên những cái tính cách theo sự phản ánh, sự dạy dỗ của chính bản thân gia chủ. Hôm nay tôi phát cái chủ đề này cũng chỉ nhắc lại với các bạn những người nào nuôi chó sẽ tốt. Thứ nhất là những cái người dân ngọ tuất, nó là tam hợp. Cái thứ hai là nhị hợp, là người tuổi mão có thể nuôi được. Thứ ba là những người ngũ hành cần hỏa, là những người sinh từ ngày mùng 8 tháng 11 tới ngày 18 tháng 2 dương lịch của sang năm. Nói ngắn gọn là những người sinh vào mùa đông, thủy vượng, ngũ hành là bị khuyết. Ngoài ra cái con chó nó cũng có một là một trong những hình thức bổ sung ngũ hành khuyết tốt nhất cho những người mà thiếu hỏa. Chính vì thế tôi khuyên rằng các bạn trước khi nuôi thú cưng cũng nên cân nhắc cho là kỹ xem mình có hợp nuôi chó hay mèo hay không. Đặc biệt là con chó cũng nên để cho nó tự chọn một cái vị trí trong một cái ngôi nhà, trong một cái mảnh đất nào đó, thì chắc chắn là cũng đem lại những cái điều tốt lành cho gia chủ. Và ngược lại, khi bản thân người chủ kỵ nuôi chó mà vẫn nuôi chó thì cũng phải cân nhắc cho nó tốt. Đặc biệt là nên tìm cái vị trí thích hợp cho chó. Đồng thời, những cái người mà sởi nới, chơi gửi, chơi cho, người so đo, chơi trời co của lại tính khí của một con người, nên người ta có câu là bán họ hàng xa, mua láng gần.
mà cái yếu tố mà gần gũi được hay không lại là một phần tuy tưởng là không quan trọng, nhưng đặc biệt là con chó ấy, nó có sự gắn kết. Nếu như một gia đình nào đó mà nuôi chó giữ thì tôi khẳng định với các bạn là gì, những nhà đó khách khứa rất rất ít đến nơi, hoặc vì một cái lý do nào đó mà người ta phải đến, người ta cũng cầm theo một cái gậy, thì ở đó là chưa có cái gì đã có những cái phát sinh ra những cái mâu thuẫn giữa người và con vật rồi. Bởi vậy những người mà kín cổng cao tường, những người sống khép kín thì hãy nên sởi nởi đi, cởi mở đi và lên rộng mở để có sự giao lưu với hàng xóm cho tốt, tránh cái trường hợp bị cô lập. Mà đã bị cô lập thì mọi thứ nó sẽ bất lợi, từ sức khỏe đến tài vận. Khi hoành tráng không sao, nhưng lúc gặp khó khăn thì vẫn có những người hàng xóm tốt bụng, người ta giúp đỡ. Tránh cái trường hợp khi giàu có không muốn quan hệ, không muốn giao tiếp với những hàng xóm chung quanh, hoặc là có ý coi thường người khác để nuôi những con chó dữ dằn, nó cũng sẽ bất lợi trong tương lai. Hôm nay cũng là ngày cuối tuần, tôi phát cái clip này chúc các bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ để bước sang một tuần mới đầy thành công và may mắn.